phẩm thứ tư định huệ tổ sư dạy thiện tri thức nên nhớ rằng định huệ căn bản sánh bằng thiên chân chớ chấp định hơn tuệ hơn định tuệ là một linh sơn nẻo về định là thể tướng bồ đề tuệ là ứng dụng chuyển mê quy nguồn định tuệ thường gắn nhau luôn song hành ngàn dặm bốn phương ta bà diệu nghĩa tướng tánh hằng xa định tuệ đồng học ma ha phong trần trước sau hòa điệu cân phân không sao không trước luôn phần sắc không định tuệ hiển hóa tương đồng không hai không một truyền tông nhiệm màu tâm miệng hội họp nối cầu quán thân tu chứng thẩm sâu vô vàng tu hành tự ngộ thường an không cho tranh luận rộn ràng ngữ ngôn lại thêm mê chấp vô hồn không rời bốn tướng bồn chồn huyễn ma thiện tri thức định tuệ là tướng dụng diễn sướng hiển tòa lung linh bóng đêm ánh sáng hữu tình cả hai dung hợp quang minh thế trần thiện tri thức nhất hạnh tam muội truyền chân mọi thời mọi nẻo mọi phần oai nghi những ngồi nằm những đứng đi một tâm ngay thẳng tư nghì thiền gia kinh tịnh danh hạnh phật đà Đạo tràng tịnh độ luôn là thẳng ngay. Chánh chơn tâm tướng trong ngoài, nhất nhất thường lạc, đêm ngày tịnh như. Người tu chớ để mây mù quanh co tâm tướng rối từ ngoài trong. Miệng nói mà tâm không thông, tam muội nhất hạnh lòng dòng ích chi. Chỉ cần thực hành đến đi, tướng tâm ngay thẳng trí bi sáng ngời Không chấp trước không biến lười Kẻ mê dướng mắt nói rồi không tu Ngày đêm chẳng dụng công phu Nhất hạnh tam muội há bù được chi Khác nào vô giác vô tri Trở thành chướng ngại vô nghì mà thôi Thiện tri thức đạo phụng thời Độ người an lạc giúp đời lưu thông không ngăn trệ không trái lòng không bất công thuận xuôi dòng nhân gian trú pháp trói buộc khổ nàn như xá lợi phất thân an núi rừng bị duy ma cật cân phân đại trí sao lại truyền nhân hữu tình thiện tri thức tụ tướng hình quán tâm quán tịnh linh đinh phù trầm không động không khởi buộc tâm kẻ mê không hiểu lạc lầm đảo điên chấp nê mà dạy hành thiền làm sao vượt khỏi cái triền trầm luân thiện tri thức chánh giáo phần không đốn tiệm không thánh thần phàm phu tánh người mau chậm đều nhu người thiểu trí chậm từ từ tiến lên bậc liễu ngộ thực hành liền minh tâm kiến tánh siêu nhiên khác nào một ngày hội tụ tâm giao giả danh đốn tiệm trú vào hư vô thiện tri thức pháp tôi tu vô niệm vô tướng công phu thường hằng vô trú làm gốc truyền đăng vô tướng lìa tướng ánh trăng dẫn đường vô niệm lìa niệm an tường vô trú chân tánh du phương ta bà thiện ác đẹp xấu chánh tà thế gian yêu ghét quỷ ma trăm đường những lời xúc chạm nhiễu nhương tranh cãi khinh bỉ vấn dương ương hèn đây trí huệ quán soi đèn không trả đũa không thô quen oán hờn, coi như không chẳng thua hơn. Ta người khuyết thống linh sơn đạo tình. Ba thời niệm niệm duyên sinh, trước sau trói buộc tự mình khổ thôi. Khéo tu thanh thản nhàn vui, niệm niệm ly xả ngọt bùi hòa tan. Ấy là vô trú gốc an, người tu tinh tấn thường hằng hộ tâm ngoài lìa tướng ngát hương trầm thể nhập thanh tịnh phạm âm siêu màu đối cảnh không nhiễm không cầu ấy là vô niệm cao sâu thắng tình trăm việc không nghĩ không sinh cầu niệm dò xét tự mình là sao do biến lười do chim bao nay vô sanh nhẫn trú vào tịch nhiên tránh sai lầm tránh đảo điên tự mình lạc hướng gây phiền người sau phật pháp vô niệm truyền trao viên minh thể tánh sắc màu tịnh không vì sao vô niệm làm tông miệng nói kiến tánh mà lòng rỗng không kẻ mê tâm miệng không đồng Đối cảnh khởi niệm giọng mong mê tình Tà kiến trần lao phát sinh Tham đắm họa phúc vô minh nổi chìm Tổ dạy vô niệm lặng êm Lập nên tông chỉ làm thuyền độ đưa Thiện tri thức đạo thượng thừa Vô vô niệm niệm móc mưa thế trần Vô không hai tướng phù dân Niệm thể chân tánh, chân thân mây lành Tự tánh chân như không sanh Ứng dụng khởi niệm hóa thành huyễn không Tự tánh chân như tươi hồng Mắt tai thanh sắc đèo bồng hư vô Không nhiễm dạng cảnh ảo mờ Chân tánh tự tại ra vô yên bình Kinh dạy các pháp hữu tình khéo phân biệt tướng diệt sinh như là đệ nhất nghĩa đế ma ha vi diệu bất động thăng hoa định thiền phẩm thứ năm diệu hạnh tổ sư dạy chúng tọa thiền tâm tánh đều buông không dính mắt không vấn vương bụi hồng tâm như huyễn lắng sạch trong tâm tịnh chất tịnh lòng vòng ảo mơ vọng niệm che lấp lu mờ không vọng không tưởng kinh thơ hiển bày khởi tâm cầu tịnh bệnh hoài vọng vốn vô trú khứ lai bồng bình tịnh không hình tướng tuổi tên công phu cầu tịnh tự quên tánh mình kiến chấp hỷ ái vô minh tự trói tự buộc khổ tình lụy tâm thiện tri thức người mê lầm thân tuy không động mà nhầm cách tu không tự nhiếp phục công phu phải trái tốt xấu lu bù thị phi phải trái dài ngắn hiệp ly ảo giác chướng ngại đến đi phù trầm thiện tri thức hãy nhất tâm tọa thiền là quyết không lầm hạnh tu một lòng thượng đỉnh công phu phàm tất cả chướng vẹt mù sương tan cảnh ngoài thiện ác rộn ràng tâm niệm không khởi tọa an là ngồi nay lòng bất động thảnh thơi là thiền là định tuyệt vời tâm linh thiện tri thức sao vô minh ngoài lìa tướng ấy thiền kinh nhiệm màu trong không loạn định thâm sâu ngoài nếu chấp tướng nối cầu loạn tâm ngoài lìa tướng tánh tỏa trầm tự tịnh tự định cao thâm đỉnh thiền chỉ vì thấy cảnh chất duyên tư duy đẹp xấu đảo điên trong lòng thấy cảnh không vướng không mong chơn chánh thường định cội tòng thiền gia thiện tri thức phật pháp tòa thiền ngoài lìa tướng ấy nhà như lai định trong không loạn hiền tài ngoài thiền trong định liên đài tông phong thiền định trong lắng ngoài thông kinh bồ tát giới dạy đồng thanh lương ta xưa nay tự tánh thường chơn lạc thanh tịnh mười phương niết bàn người tu kiến lập đạo tràng trong từng mỗi niệm tự an tánh mình tự tu hành tự hiển linh tự thành phật đạo viên minh đảnh thiền nam mô bát nhã nhiệm huyền ngày 10 tháng 7 năm 2016 nghìn